đâu. Ai cũng đã từng bị ngã, bầm tím thì đây là cách xử lý trong một nốt nhạc. Đây là con trai Hòa mọi người ạ. Cháu chơi xe đạp không may té ngã, bị sưng môi và chảy xước như này đây, thì đây là cách Hòa xử lý nhé. Rất là nhanh gọn lẹ. Nhà ai chưa có lọ cao Azofazilac này thì mọi người tìm mua luôn và ngay đi mọi người nhé. Lỡ bị ngã chảy xước đau lưng là mình lấy xử lý luôn, lấy một chút cao Azofa massage trực tiếp lên vết thương, vết xước của con. Cao này từ thảo mộc nên không nóng, mọi người thoa trực tiếp lên vết thương bình thường, bôi vào và nhớ là massage nhẹ nhàng nhé, giúp cao thẩm thấu và làm phục hồi rất là tốt. Lúc Hòa xoa cao cho con là lúc 7 giờ rưỡi tối và bây giờ là đúng 7 giờ ngày hôm sau. Hôm nay là ngày thứ hai Bon té xe này. Vết thương đã khô lại, giảm bầm tím đỡ 70% rồi đấy. Nay là chiều ngày thứ 3 Bon bị té nè, mẹ đang hỏi lấy cao bôi nè. Nay khô hết rồi, đang ra da non chốc mỏ rồi. Cảm ơn Azofa đã trao giá trị rất là tốt cho gia đình mình. Nay miệng Bon đã khỏi hẳn rồi đây. Bon tự bôi đúng không? Bon tự thoa đi cho mọi người thấy đi. Dùng cái này xong rồi mới hay. Cũng rất biết ơn cao Azofa đã giúp gia đình mình hạn chế được kháng sinh rất là nhiều.